Shop Hatsaha xin kính chào quý khách. Hôm nay Shop Hatsaha sẽ khui những cái quả ốc chó highlight trực tiếp cho các bạn coi nhé. Xem là cái chất lượng cũng như cái hình dáng của nhân quả ốc chó highlight bên trong như thế nào nha. Bạn thấy đó, quả ốc chó highlight như thế này nè, hình dáng của nó như vậy nè các bạn nè. Đó. Trái nào cũng có hình là cứ một đầu nhọn và một đầu bẹt như thế này. Và bây giờ mình sẽ tách ra xem cái nhân bên trong của những quả ốc chó highlight này như thế nào nhé. Và chất lượng của nó như thế nào. Rồi các bạn sẽ coi mình sẽ tách những quả ốc chó highlight này. Mình sẽ dùng những kìm tách vỏ quả ốc chó chuyên dụng như thế này để tách nhé. Đó. Đấy, các bạn thấy không? Nhân bên trong của quả ốc chó highlight này rất là khô ráo và không bị ẩm dầu nhé các bạn nhé. Khô ráo và trắng như thế này này các bạn thấy không? Các bạn thấy khi tách ra thì mặt phẳng như vậy thì nó sẽ hơi gần giống như là hình trái tim. Đó, và cái nhân bên trong trắng, khô ráo, không bị ẩm dầu, hàng này hàng mới nhé. Rồi mình sẽ tiếp tục tách trái tiếp theo nha các bạn nha. Mình cũng sẽ tách tương tự như là trái ban nãy thôi. Chỉ cần dùng một cái lượng vừa phải là chúng ta sẽ tách được cái quả ốc chó này ra rồi. Đó, các bạn thấy không? Trái nào như trái nấy, hàng rất là mới, ngon như vậy này các bạn này. Đó. Do cấu trúc của cái quả ốc chó, nhân quả ốc chó highlight thì nó hơi phức tạp hơn so với cái nhân của quả ốc chó Chandler. Vì vậy cho nên khi tách ra thì nó không được nguyên vẹn như và đẹp như quả ốc chó Chandler. Nhưng mà khi chúng ta ăn thì cái nhân của quả ốc chó highlight thì sẽ ngon hơn rất là nhiều. Ăn rất là ngọt, đậm và thơm vị ốc chó hơn cái dòng Chandler cũng như cái dòng khác nha các bạn nha. Mình tách trái thứ ba nhé. Đó. Đó, các bạn thấy không? Trái nào cũng như nhau hết á. Cấu trúc của nó hơi gai góc và phức tạp cho nên là khi chúng ta lấy ra nó không khéo thì nó sẽ rất bị bể, rất dễ bị bể nha các bạn nhé. Rồi mình sẽ tiếp tục tách sang một trái thứ tư nữa nhé. Đó, các bạn thấy không? Trắng và mới như vậy đây này. Hàng cũ thì nhìn nó sẽ bị trong. Nếu mà hàng cũ nhìn nó sẽ bị trong và nó sẽ hơi ẩm dầu nhé. Còn hàng mới là như nó trắng như vậy nè các bạn này. Ở bên trong nó trắng lên như vậy đó. Và có cái đặc điểm đó là của cái dòng ốc chó chanh highlight này á, là nó sẽ có cái mùi vị đặc trưng. Cái mùi đặc trưng của dòng ốc chó highlight nhé, khác so với tất cả các dòng ốc chó khác. Nếu mà khách hàng nào mà nhiều khi á, hay ăn những cái dòng ốc chó khác thì sẽ không có nghe cái mùi thơm đặc trưng của quả ốc chó. Khi ăn sang cái dòng highlight này sẽ có cái mùi đặc trưng của highlight thì lại không quen và giống như là không biết, mới dùng lần đầu dùng lạ lắm á. Thì nhiều khi lại nói là ủa ốc chó có mùi giống như hôi dầu, nhưng thực ra không phải đâu nha các bạn nhé. Hôi dầu là khác. Ốc chó hôi dầu là nghe cái mùi rất là gắt dầu và bên trong cái nhân của quả ốc chó là nó sẽ trong chứ nó sẽ không có trắng. Và mới như này các bạn nhé, cái này nhân của mình trắng và khô ráo chứ không phải là hàng ẩm dầu mà bị hôi dầu nha các bạn nha. Nhưng mà cái dòng highlight này nếu mà ai mà ăn quen á thì chúng ta khi ăn vào chúng ta sẽ thấy là ăn cái dòng highlight ăn sẽ ngon hơn rất là nhiều cái dòng kia. Ăn dòng này rất là ngọt và đậm vị ốc chó và béo hơn nữa. Còn những cái dòng khác thì ăn nó cũng có vị béo, vị bùi nhưng mà nó sẽ lạt và sẽ không có cái vị ngọt giống như là của quả ốc chó highlight nha. Như các bạn nhìn thấy không?
trái rất là mới và ngon như vậy nè. Và đây là gói quả óc chó 500g của shop quả óc chó Halay như thế này nha các bạn nhé. Và shop đang có cái chương trình khuyến mãi, đó là khi mà khách hàng nào mà mua 1kg quả óc chó Halay trở lên nhé, thì shop sẽ tặng kèm theo một cái kìm tách vỏ quả óc chó chuyên dụng như thế này nha các bạn. Rồi tất cả các quý khách nào có cái nhu cầu đặt hàng á, thì hãy vui lòng inbox trực tiếp cho shop hoặc có thể liên hệ qua số điện thoại 0901 444 235. Rồi cảm ơn các bạn nha.